Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest Kết phiên giao dịch ngày hôm nay Có cái nhóm cổ phiếu chứng khoán Nó đang hoạt động tích cực hơn thị trường Với những cổ phiếu như BSI, VCI, FTS, CTS hay BVS Đây đều là những cổ phiếu mình đánh giá Về cái khả năng ngày mai nó sẽ bật tăng Không cần biết là thị trường nó diễn biến ra sao Cái xác suất là cái nhóm chứng khoán Ngày mai nó bật tăng khá là cao Những cổ phiếu như AGR mình có đánh giá ở cái phiên cuối tuần vừa rồi về cái khả năng tăng của nó thì đến phiên ngày hôm nay nó đã tăng tiệm cận lên đến cái vùng đỉnh và sắp tới là sẽ tăng vượt đỉnh hay những cổ phiếu như VCI này kết phiên hôm nay nó tăng mạnh ngày mai ngày kia khả năng nó tiếp tục nó đi lên BSI này thời gian tới anh em còn cơ hội tham gia hay là MBS này anh nhỉ như cái thằng SHS cái thằng cổ phiếu mà trước giờ mình chưa đánh gần như chưa đánh bao giờ kết phiên ngày hôm nay nó còn hoạt động tích cực hay những cổ phiếu như CTS này VX kết phiên hôm nay cũng hoạt động tương đối tích cực này thì mình đánh giá là cái nhóm cổ phiếu chứng khoán cái phiên giao dịch ngày mai nó sẽ có hoạt động tích cực nó sẽ bật tăng đi lên thì đấy là cái nhóm cổ phiếu mình review trước để gửi tới anh chị em để anh chị em mà chưa kịp tham gia vào phiên ngày hôm nay nếu như là một vài phiên tới thấy cái tín hiệu mua gia tăng thì phải nhanh chóng tham gia không là lỡ cái con sóng sắp tới anh chị em nhé còn về diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại theo như cái đánh giá trong cái video hôm qua mình cũng gửi anh chị em về diễn biến ở thời điểm hiện tại thị trường nó đang có những cái nét tương đồng so với hồi tháng 6 năm 2016 thì nếu như mà kịch bản này nó diễn ra thì vẫn không loại trừ một khả năng Trước khi nó tăng vượt đỉnh nó cần phải test lại cái phiên mở gáp mạnh Ngày mùng 3 tháng 6 Có thể nó sẽ test lại về quanh vùng 1, 1265, 1270 Sau đó thì nó mới hướng tiếp tục hướng đi lên Có thể nó sẽ test lại cái vùng giá thấp nhất mùng 3 tháng 6 Là cái vùng 1270 sau đó nhanh chóng rút chân đi lên Có thể ngay phiên ngày mai nếu như đầu phiên nó quay đầu, đầu phiên nó tiếp tục cái đà giảm ở phiên ngày hôm nay sau đó nó nhanh chóng rút chân đi lên à, và kết phiên ngày mai nó đóng cửa cao nhất phiên cái nhóm chứng khoán là cái nhóm hoạt động tích cực hơn thị trường và sang đến phiên ngày kia ngày kia nó cũng trùng với thời điểm là phiên thứ năm thứ sáu thị trường nó sẽ chính thức nó tăng vượt địch nếu như mà kịch bản này diễn ra ấy, thì kết phiên tuần này thị trường nó sẽ có một cái diễn biến hoạt động rất tích cực và sang tuần sau có thể là sang tuần sau chính thức là sẽ tăng vượt địch Ừ, thị trường ở thời điểm hiện tại tiếp cận cái vùng đỉnh cũ hồi tháng 3 nó đã vượt qua nhưng không giữ được cái sự quyết liệt nên nó quay đầu nó điều chỉnh đây là cái vận động rất bình thường mà thị trường nó thường xuyên xảy ra. Đánh giá về cái trạc kỹ thuật tuần hay là trạc kỹ thuật ngày thì cái vùng này thị trường nó có rung lắc là chuyện rất bình thường. Thì anh chị em chỉ cần quan tâm, anh chị em chỉ cần ưu tiên những cổ phiếu dòng tiền đầu cơ nó chảy mạnh vào thì vẫn sẽ mang về những khoản lợi nhuận. Ví dụ anh chị em nào mà nhanh nhạy thị trường thì sẽ mua được những cổ phiếu như VOS hay như HAH trong thời gian vừa qua hay một số cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường trong thời gian vừa qua thì vẫn sẽ mang về lợi nhuận anh chị em nhá hay là một vài viên tới nếu như là cái nhóm chứng khoán nó tiếp tục đi lên nó cách vận động tương đồng so với thằng những cổ phiếu như vos ở giai đoạn này hay là những cổ phiếu như vgi ở giai đoạn này thì những cổ phiếu như nhóm chứng khoán mình đánh giá là có khả năng nó sẽ làm được cái câu chuyện tương tự như là những cổ phiếu như là vgi trong thời gian vừa qua nếu như mà đánh được theo kiểu theo được dạng như này thì nhóm chứng khoán nó vẫn sẽ giúp anh chị em tiếp tục mang về khoản lợi nhuận, tiếp tục đánh thêm một vài nhịp nữa trong thời gian tới. Thì anh chị em nhớ phải bám sát và tận dụng được cái con sóng đầu cơ trong cái giai đoạn này anh chị em nhá. Đấy là cái đánh giá của mình về diễn biến cũng như là cách vận động của thị trường ở thời điểm hiện tại. Nó có những phiên nó rung lắc là chuyện rất bình thường. Khi mà cho đến thời điểm hiện tại thì phiên ngày hôm nay nó cũng là cái phiên thứ 7 liên tiếp thị trường mở gáp đầu phiên bắt đầu kể từ ngày mùng 3 tháng 6 cho đến nay thì gần như là phiên nào đầu phiên thị trường nó cũng mở gáp tăng nhưng sau đó thì nó lấp ngay trong phiên và cho đến phiên ngày hôm nay thì cũng chính là cái phiên đầu tiên thị trường nó quay đầu giảm sau 7 phiên liên tiếp mở gáp đi lên cái quá trình rung lắc này nó sẽ kết thúc nếu như nó xác nhận rút chân vào phiên ngày mai thì anh em chờ xem diễn biến của phiên ngày mai thị trường nó vận động nó diễn biến ra sao có một cái tín hiệu tích cực mà phiên ngày hôm nay thị trường nó làm được đó là theo cái chặt kỹ thuật 4 giờ chỉ số viên index nó rút chân đi lên và đóng cây thanh ba nằm trên vùng 1280 điểm và đây cũng là cái vùng hỗ trợ theo cái đường MA50 theo chặt 4 giờ và đường EMA20 theo chặt 4 giờ cũng như là theo chặt ngày thì nó nằm trên cái đường EMA9 ngày đây là một trong những tín hiệu tích cực mà thị trường nó làm được nếu như mà phiên ngày mai đầu phiên nó tiếp tục test lại về quanh vùng 1270 Sau đó nhanh chóng rút chân đi lên Nếu như nó không test lại ngay Thì trong một vài phiên tới nó tiếp tục kéo lên kiểm tra lại quanh vùng 1295 Nếu như kiểm tra thành công Thì lúc đấy nó sẽ kéo tăng vượt đỉnh Thì cái quá trình kéo tăng vượt đỉnh Nó vẫn có thể là cuối tuần này hoặc là sang tuần sau Thị trường kéo tăng vượt đỉnh hay không Cái cổ phiếu mà chúng ta cầm nó quan trọng hơn nhiều ví dụ thị trường kéo tăng phần đỉnh nhưng mà cổ phiếu anh chị em cầm nó vẫn giảm thì nó không ý nghĩa gì cả nhưng khi thị trường quay đầu giảm như thế này mà cổ phiếu anh chị em đang cầm nó vẫn tăng thì đấy mới là cái điều chúng đáng mừng đấy mà là điều chúng ta quan tâm khi mà thị trường nó đang ở trong cái vùng đang ở trong cái giai đoạn đầu tư rất là khó giai đoạn này anh chị em chỉ cần mua đuổi mua fomo cái là hàng về vẫn gặp thiệt hại là chuyện rất bình thường lúc mà nó kéo tăng trần mình còn nghĩ là thằng pet này này nó đóng nến đóng thanh ba ở mức giá Trần cơ. Nó sẽ tiếp tục mang lại sự kỳ vọng mang lại sự hưng phấn cho nhà đầu tư cơ. Nhưng mà đây là lý do vì sao hôm nay mình không khuyến nghị anh em tham gia. Kết phiên nó không giữ được cái sự quyết liệt, không giữ được sự hưng phấn. Về cơ bản thì nó hoạt động không khác gì so với thằng MICK. Trong phiên ấy, nó còn không tích cực bằng thằng Mg ở cái phiên ngày mùng 5 tháng 6 cơ. Nhưng mà hàng về ấy, anh em thấy không? Sau một phiên break khỏi cái nền ngắn hạn này thì cổ phiếu nó quay đầu cho đến phiên ngày hôm nay thì có nghĩa là anh chị em nào mà mua trần mua giá cao nhất viên thì đến phiên ngày hôm nay vẫn lỗ khoảng 5 đến 7 phần là chuyện rất bình thường thôi đây là cái hệ quả từ cái việc mà anh chị em mua fomo mua đuổi nên cái thị trường này này cái tính đầu cơ cái tính phân hóa nó vẫn rất là cao vẫn rất là mạnh nên anh chị em mua đuổi là vẫn thường xuyên gặp phải thiệt hại trong quá trình đầu tư nên theo cái phương pháp đầu tư của mình giai đoạn này nhiều cổ phiếu trong phiên thì nó có hoạt động rất tích cực nhưng cuối phiên nó không thỏa mãn điều kiện để mua còn về diễn biến thị trường ấy, nếu như mà nó tăng vật đỉnh được thì có thể là những cổ phiếu như đích hay là những cổ phiếu như nam kim như hoa sen ấy lúc đấy thì nó mới chính thức nó kéo tăng mạnh thì anh chị em nhớ bám sát cái diễn biến thị trường trong những phiên sắp tới sau đây thì mình sẽ phân tích chi tiết một số cổ phiếu để anh chị em theo dõi thứ nhất là về cái nhóm cổ phiếu thép mà nhiều anh chị em đang theo dõi đang cầm trong thời gian vừa qua những cổ như nam kim thì nó tăng trong cái ngày trong cái phiên mà thị trường rung lắc mạnh trong cái phiên mà thị trường giảm nên nó không giữ được cái sự quyết liệt mà những người nó tăng mạnh đầu phiên có thể sau cái diễn biến này thì những người như nam kim ấy nó tiếp tục nó test lại trong một vài phiên tới sau đó khi thị trường tăng vượt đỉnh thì những người nó chính thức nó tăng mạnh và cũng không loại trừ cái việc là cái thằng nam kim nó vận động tương tự giống như phiên này thì có thể một vài phiên tới nó sẽ tiếp tục rung lắc anh chị em nên chờ một phiên cân bằng tái tích lũy và xuất hiện một phiên test cung thì đó là thời điểm anh em mua gia tăng, chính thức mua gia tăng sau một cái nền ngắn hạn, một nền siết chặt khi cổ phiếu nó test lại nó cân bằng lại cái vùng đỉnh cũ trong ngắn hạn. Đó là thời điểm anh em mua gia tăng và lấy đủ vị thế cổ phiếu anh em nhá, với thằng Nam Kim và thằng Hoa Sen nó tương tự như vậy. Hoa Sen thì hôm nay nó giữ được cái sự tích cực, nó đã tăng vượt đỉnh, nhưng cũng không loại trừ việc là một vài phiên tới nó vận động rung lắc nó test lại quanh cái đường E19 ngày Đẹp nhất thì nó test lại quanh đường E19 ngày Và có thể sẽ test lại quanh cái vùng 23.5 đến vùng 23.8 Sau đó nó cũng xuất hiện một phiên rút chân test cung Thì đó là cái phiên anh chị em tham gia mua gia tăng, giải ngân gia tăng Lấy thêm vị thế Anh chị em nhá, này thằng Hòa phạn vậy Hòa phát thì hôm nay nó không giữ được cái sự tích cực như là Nam Kim Hoa Sen Ở cái nhóm này này thì có những cổ phiếu như là VGS hay là SMC nó hoạt động tích cực hơn Bởi vì những cổ phiếu này là những cổ phiếu có thanh khoản khá là nhỏ Nên nó không chịu tác động quá nhiều từ thị trường chung Nên có thể khi thị trường chung nó tăng vượt đỉnh Thì những cổ phiếu như Nam Kim như Hoa Sen nó mới chính thức nó bước vào cái con sóng tăng mạnh Thị trường tăng 20-30 điểm Nhưng có thể những cổ phiếu này nó tăng 20-30% Thì anh chị em mà đang cầm Nam Kim Hoa Sen tiếp tục nắm giữ, tiếp tục theo dõi và canh thằng Hoa Sen thì đến quanh vùng 26.5 để chốt lời. Thằng Nam Kim thì canh quanh cái vùng 29 đến 30 để chốt lời ngắn hạn. Có thể khi nó tiến lên đến vùng này, nó sẽ xuất hiện một nhịp rung lắc mạnh tương tự như vùng này này. Hoặc là như trong quá khứ ấy. Sau khi nó tăng vượt đỉnh, thì thường sẽ là một cái nhịp rung lắc mạnh, nhịp giảm mạnh của nó. Nó rũ bỏ những anh chị em đu bám, rũ bỏ những anh chị em FOMO ra khỏi những vùng này thì đấy là cách vận động thường xuyên nó xảy ra với những buổi như thép như nam kim như hoa sen thì anh em phải chờ cái quá trình cân bằng lại cái vùng đỉnh này này sau khi cân bằng xong nó test cung để vượt đỉnh thì đấy là thời điểm anh em tham gia cái nhóm này khi mà nó xác nhận chính thức vào cái con sóng lớn ấy nó tăng không thua kém nhóm nào đâu như cái sóng năm 2021 nó tăng từ năm cho đến gần 50 nó tăng 10 lần để anh em thấy được là cái 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 tính đầu cơ của những cổ này nó không hề thua kém những cổ phiếu như nhóm bất động sản hay là nhóm chứng khoán đâu anh em nhá đây là lý do vì sao mình vẫn mua đi mua lại nhóm này chỉ để chờ đến khi nó xác nhận vào cái con sóng lớn khi đó nó mang lại cái khoản lợi nhuận rất lớn cho mình cũng như là anh em đồng hành của mình anh em nhá đấy là những cổ phiếu như nam kim như hoa sen cũng như là cái nhóm thép nói chung thế còn cái nhóm chứng khoán thì phiên ngày hôm nay cái thằng FTS ý, trong phiên nó tép lại thì đến phiên ngày hôm nay là phiên thứ tư nó tạo thành một cái nền tích lũy thu hẹp dần biên độ lại thanh khoản cũng nhỏ dần trong phiên ngày hôm nay nó rung lắc nhẹ nhàng nhưng nó vẫn giữ được cái tín hiệu tích cực là nằm trên cái đường EMA 9 ngày và cuối phiên nó đóng cửa ở cái mức giá cao nhất phiên đây là cái điều mình đang chờ từ những buổi này mình không mua những buổi này khi nó break đi lên rất dễ nó xảy ra một cái trường hợp tương tự như này để mình ví dụ với anh chị em về lý do tại sao lại không mua ở những phiên break ví dụ những phiên như này đây là những phiên break khỏi cái đỉnh ngắn hạn khỏi cái đỉnh cũ sau đó nó rũ ngược trở lại và những anh em mà đu ở trên này khả năng cao là sẽ bị bán cắt lỗ ở đây vì thanh khoản phiên này rất lớn hay là những phiên này tăng vượt đỉnh sau một cái nền nền ngắn hạn khoảng kéo dài khoảng hai ba tuần như ở giai đoạn này thì cái nền nó kéo dài khoảng một tháng 20 phiên giao dịch Cái phiên này là chính là phiên mình báo anh em bán chốt lời ấy, Mình báo anh em mua ở vùng này Vùng 43 này Và báo anh em bán ở vùng này Anh cho em có thể theo dõi lại nhé Ngày mùng 3 tháng 4 ấy. Sau khi báo anh em bán xong cái Thì nó quay đầu nó giảm rất mạnh Có những phiên giảm sàn luôn Và những anh em mà mua ở đây Thì khả năng cao là sẽ bị bị bán giá sản ở đây hoặc là bán bán tít ở dưới vùng dưới này lỗ hơn 10 phần trăm nên mình thì mình không ưu tiên mua khi cổ phiếu nó buổi đặc biệt là ở giai đoạn mà thị trường phân hóa mạnh như ở giai đoạn hiện tại và anh chị em mà có mua những phiên này đây là những phiên mua có thể coi đây là phiên mua test cung hàng về anh em vẫn thoải mái xử lý luôn nếu như không kịp bán ở phiên này ở phiên này anh chị em bán cơ cấu hay những phiên này kể ngày mai mà nó tăng mạnh nhưng mà nó không giữ được cái tín hiệu tích cực cuối phiên nó lại quay đầu giống như cái phiên này thì ngày kia thứ năm tới anh chị em vẫn có cơ hội để bán ra đây là cái lợi thế khi mà anh em mua ở phiên ngày hôm nay chứ không phải là đợi đến khi ngày mai anh em mới mua và thường mua ở những phiên như ngày hôm nay thì anh em phải đợi cuối phiên anh em mới mua hoặc là mua phiên atc nhưng ngày hôm nay thì mình mua atc cũng là rất nhiều anh em mua atc của mình thằng sds ngoài thằng sds ra thì có thể là thằng cts nó cũng sẽ đánh hướng lên cổ phiếu này nó xây một cái nền dốc đi lên ấy. có khả năng là nó sẽ đánh vượt đỉnh lên nó anh tăng thốc đi lên luôn cts này như, như VX này hay là như thằng AGR đây là lý do vì sao này anh em thấy cái phiên này nó về cơ bản nó giống thằng FTS không? đây là lý do vì sao mình báo anh em mua ngày hôm nay về cơ bản nó tương tự giống như là AGR phiên này này hay là nó giống cổ phiếu như này, này đây chính là những cái tín hiệu test cung này này thì nếu như mà ngày mai thằng FTS nó tăng mạnh hay thậm chí tăng trần thì nó giúp cho mình cũng như là anh em hưởng chọn một cái cây break chứ không phải là mua phiên ngày mai cũng như là nếu như anh em mà muốn muốn mua pet ấy, nhưng mà pet thì phiên ngày hôm nay ngày hôm qua nó không xác nhận nên hôm qua mình không báo anh em mua được. Lẽ ra nếu như hôm nay nó không có phô mô ấy thì mình sẽ báo anh em cuối phiên. Nhưng mà bị phô mô quá mà cái dư địa của nó nó không quá nhiều. Từ vùng nền giá ngắn hạn này lên đến vùng này có khoảng 6 đến 7%. Nên cả anh em có mua hôm nay ấy, lên đến vùng này anh em lại phải chốt lời rồi. Trong khi đấy anh em mà đu trần ở phiên này, lỡ chẳng may trong một vài phiên tới nó giảm về đây, nó xây một nền tái tích lũy thì nó sẽ khiến cho anh chị em gặp thiệt hại khá là nhiều đấy đấy là với những củi như pet anh chị em nhớ nên anh chị em phải chú ý những củi này ngay cả những củi nặng mông như ai cuối phiên nó còn rút chân đi lên thì khả năng là ai trong thời gian tới nó cũng sẽ được kéo lên thì như vci hôm nay là đóng cửa cao nhất phiên này biết ai đóng cửa cao nhất phiên này trong trường hợp biết ai mà ngày mai chưa kéo ngay thì có thể nó sẽ đánh theo kiểu này thì anh chị em vẫn còn cơ hội tham gia nhưng với cái diễn biến về dòng chứng khoán khả năng ngày mai nó tăng thì sợ là anh chị em không kịp để tham gia với những anh chị em chưa kịp mua ngày hôm nay. ai mình đánh giá nó khá là cao, vế thì không cao bằng ai đâu nhưng mà kết viên nó cũng có cái cách hoạt động tương đối tích cực. Sau khi mình bán thằng BVS rồi, mình bán là bán ở vùng 42.5 này. Không biết là còn anh chị em nào còn cầm thằng BVS đến thời điểm hiện tại hay không. Mình báo anh em mua là mua từ vùng 36. Anh em nào mà còn cầm đến thời điểm hiện tại là mang về khoản lợi nhuận đang giữ khoản lợi nhuận hơn 30% và đây đều là những cổ phiếu khỏe nhất trên thị trường kể từ khi mà thị trường nó cân bằng và hồi phục đi lên nó tạo thành một cái mẫu hình hay đánh ngắn hạn này anh em thấy không sau đó thì nó đánh tăng thốc vượt đỉnh luôn tức ngay cả bản thân thằng SHS cuối phiên hôm nay nó còn giữ được cái trạng thái tích cực và mình đánh giá khả năng cao là ngày mai nhá tuy là mình không đánh thằng SHS nhưng mà mình đánh giá về khả năng ngày mai thằng SHS nó cũng đều kéo đi lên đối với thằng cổ phiếu SHS ấy, thì có thể trong thời gian tới nó sẽ đánh tương tự giống như hồi tháng 5 năm 2021 ấy, thì cái phiên ngày hôm nay nó đang có những cái cách vận động tương đồng so với phiên này này thì trong một vài phiên tới nhá nếu như mà anh chị em thấy cách vận động dần bám biên để tiến lên đến tiệm cận với vùng đỉnh cũ sau đó nó tăng mạnh như kiểu cái phiên này này anh em có thể tham gia phải đến khi mà thằng SSS ấy, nó chính thức nó vào con sóng và nó không thu hút nhiều nhà đầu tư FOMO nữa vì trong thời gian vừa qua SSS cũng khiến bao nhiêu nhà đầu tư chán nản nên có thể thời gian tới thằng này nó sẽ lại mang lại cơ hội cho anh em nhà đầu tư đấy. Anh chị em chờ thêm cái thằng cái kích vận động của thằng SHS xem. Xem thời gian tới liệu nó có đánh được giống như là cái hồi tháng 5 năm 2021 hay không. Đánh giá theo cái chặt kỹ thuật tuần xem nào. Thì cái giai đoạn hiện tại về cơ bản nó cũng đang có những nét tương đồng so với cái vùng này. Nếu như mà nó đánh được vượt đỉnh ấy, Cái giai đoạn này nó đang có cái kích vận động tương đồng so với năm 2021. Nên mình phải phân tích để mình chia sẻ đến anh chị em cái thằng cổ phiếu này nó ở sàn HNX nên một phiên tăng mạnh của nó bằng mấy phiên tăng mạnh của cổ phiếu khác nên đây cũng là cơ hội nhưng nó phải chính thức nó xác nhận vào sóng cơ đây cũng có thể coi là cái mẫu hình test lại hai đáy của nó này thì trong thời gian tới nó đánh theo kiểu này thì anh chị em có thể tham gia anh em nhá anh em cũng bám sát à, chú ý thêm cái thằng SSS xem có thể nó sẽ mang lại cơ hội lớn cho anh chị em đấy trong thời gian tới nhưng anh em phải cầm được đủ lâu anh em nhá để cái nhóm chứng khoán nói chung và những cơ hội tiềm năng mà một vài phiên tới khả năng tăng mạnh của nó là rất cao nên đến thời điểm hiện tại thì mình không để ý quá nhiều đến chỉ số thị trường chung đâu có những cổ phiếu gọi là những cổ phiếu có tính quốc dân tại sao gọi là cổ phiếu có tính quốc dân cổ phiếu được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quá những cổ phiếu như gách thì phiên ngày hôm nay nó chịu cái tác động là bị rũ anh chị em chú ý cho mình nhá là cái thằng gách ấy, cái phiên ngày hôm nay ấy, nó có cách vận động tương đồng so với cái thằng vgc ở phiên này này thì sẽ có nhiều anh em bán thằng gách ra ở phiên ngày hôm nay nhưng nếu như quan trọng nhá, nếu như ngày mai nó phải rút chân đi lên được. Nếu không rút chân lên được thì vứt coi như vứt anh em nhá. Nếu như ngày mai mà nó rút chân đóng cửa nằm trên vùng 23.4, anh chị em mà muốn tham gia có thể mua ở cuối phiên ngày mai nếu như nó xác nhận nó vận động giống như thằng VGC ở phía này. Bắt buộc nhá, nó phải đóng thanh ba, nó phải đóng cửa phiên ngày mai nằm trên 23.4, đóng cửa cao nhất phiên ngày mai nó phủ nhân lại cái quá trình rũ bỏ phiên ngày hôm nay vì phiên ngày hôm nay là một phiên rũ bỏ tương đối rát đấy nó gần như là một trong những cổ phiếu chịu tác động mạnh từ thị trường nên phải theo dõi cách vận động và diễn biến của những cổ phiếu này trong một vài phiên tới nên anh chị em chú ý cho mình cái thằng gách và thằng vgc ở phiên này nhá thanh khoản phiên này nó khá là lớn quan trọng là phiên ngày mai nó có rút chân hồi phục được lên hay không vì phiên ngày hôm nay mình đánh giá là một phiên rũ bỏ của thằng gách về cái thằng VGC thì hôm qua mình cũng đánh giá với anh em rồi, về cách vận động của nó nó đang khá là tương đồng so với cái thằng này, này. So với thằng HAH ở vùng này này, có thể một vài phiên tới thằng VGC nó sẽ tiếp tục được kéo lên ấy. Anh chị em mà đang cầm thằng VGC có thể canh lên quanh cái vùng 59 60 để chốt lời. Còn thằng gách nếu như mà nó xác nhận thì anh em cũng canh lên quanh vùng cái vùng 25.3 đến 25.5 để anh em chốt lời ra anh em nhá. Đối với những anh chị em đang cầm DG1 nếu như mà nó thủng 63.5 thì anh em tạm thời anh em cơ cấu. Nó nên nằm trên cái vùng này nên nằm trên vùng này ngày mai mà tăng được luôn thì rất là tích cực rất là đẹp luôn đấy là với với cái thằng đi còn cái nhóm bất động sản những người như đích phát đạt đấy anh em cứ chờ cuối phiên hôm nào nó rút chân thì anh em tham gia không cần quá để ý ngoài đâu anh em nhá trong một vài biết tới anh em chú ý thêm cho mình cái nhóm của dầu khí về cách vận động của nó mình đánh giá là nó đang tương đồng thằng hát vùng này nó test lại sau đó cuối phiên nó rút chân đi lên thì khả năng sau đó thằng PVB nó sẽ tiếp tục nó kéo tăng còn những cổ phiếu như PVS và PVD nó đang có cái cách vận động tương đồng so với thằng HAH ở cái vùng này. Thì anh em chú ý cho mình về một cái nhịp rũ mạnh. Sau đó nó rút chân hồi phục rồi nó xây một cái nền ngắn hạn. Sau khi xây xong cái nền ngắn hạn thì nó bứt phá đi lên. Thì anh em chú ý cho mình thêm cái nhóm dầu khí anh em nhé. Ngoài ra còn một vài cổ phiếu khác mình vẫn đang theo dõi. Một vài viên tới nếu như mà nó xác nhận cái tín hiệu để anh chị em tham gia thì mình sẽ báo anh chị em để anh chị em kịp thời giải ngân cái giai đoạn này là giai đoạn dòng tiền đang phân hóa rất mạnh nên nó sẽ mang lại cái cảm xúc nghi ngờ cái cảm xúc đúng sai cái cảm giác đúng sai cho phần lớn nhà đầu tư và anh chị em cần phải loại bỏ cái cảm xúc này ra khỏi đầu để tránh trường hợp anh chị em hưng phấn quá mua fomo một số cổ phiếu nó tăng mạnh và sau đó nó gây ra thiệt hại cho tài khoản cho tài sản của anh chị em rất là đáng tiếc và chỉ khi anh chị em loại bỏ cái tâm lý này ra khỏi đầu được thì anh chị em mới có thể tồn tại bền vững tồn tại lâu dài trên cái thị trường chứng khoán nó đầy khốc liệt như này anh chị em nhá anh chị em nên ưu tiên vào một số cổ phiếu riêng này nó có cách vận động nó khỏe hơn tích cực hơn thị trường thì đó là cái điểm đến để anh chị em giải ngân anh chị em nhá anh chị em theo dõi video đến giờ này thì nhớ ấn vào cái nút like và subscribe kênh để tránh bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà mình đăng tải trong thời gian tới để kịp thời cập nhật về xu hướng về diễn biến cũng như là các cơ hội tiềm năng để mang về lợi nhuận tiềm năng trong thời gian tới anh chị em nhé cảm ơn anh chị em đã theo dõi